quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Sau cơn ngơi hoành tráng ở Vũng Tàu, Trường Giang tổng kết một năm 2019 thành công rực rỡ nhất là vũ trụ YouTube. Nhiều sản phẩm của Trường Giang liên tục lọt vào top trending và nhận về phản hồi tích cực từ khán giả trong suốt năm qua, góp phần giúp nam nghệ sĩ trở thành chủ nhân của nút vàng YouTube. 2019 là năm hoạt động rất năng nổ của diễn viên hài Trường Giang trong showbiz Việt. Anh đã khiến khán giả bất ngờ và yêu mến với nhiều sản phẩm nghệ thuật nổi bật, live show hoành tráng trên đất Mỹ với dàn khách mời đình đám, cùng hàng loạt nội dung triệu view độc đáo trên kênh YouTube cá nhân, là những bước tiến đáng kể của nam nghệ sĩ trong năm qua. Bên cạnh đó, độ phủ sóng truyền hình của nam nghệ sĩ thuộc top đầu làng giải trí. Anh thể hiện sự đa năng với nhiều vai trò như MC hay ngồi ghế nóng trong nhiều game show truyền hình hot, chương trình ca nhạc. Trong sự kiện nhằm vinh danh các nghệ sĩ đối tác sở hữu nút bạc, nút vàng, nút kim cương của YouTube do Bob thực hiện, Trường Giang từng xúc động chia sẻ: "Cảm ơn quý vị, những người đăng ký và xem kênh của Trường Giang. Trường Giang hãnh diện khi khán giả của mình họ vào kênh và comment để góp ý nên thêm chút này vô, chút kia vô. Từ đó mình gom lại để làm cái kênh của mình hay hơn." Sở hữu kênh YouTube triệu view. Ngay từ đầu năm 2016, Trường Giang đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng phát triển nội dung số bằng việc cho ra mắt kênh YouTube Trường Giang. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh của anh đã sở hữu nút bạc của YouTube và đạt hơn 209.000 lượt theo dõi và trên 78 triệu lượt xem. Với mong muốn mang lại một kênh hài giải trí với nội dung gần gũi với khán giả, Trường Giang và ekip của mình liên tục cho ra mắt những sản phẩm giá trị và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh của Trường Giang đã cán mốc hơn 1,76 triệu người theo dõi và hơn 406 triệu lượt xem, chính thức gia nhập hàng ngũ những nghệ sĩ hiếm hoi của làng hài Việt sở hữu nút vàng YouTube. Đây cũng là năm đánh dấu sự phá đảo trên vũ trụ YouTube của nam nghệ sĩ với hàng loạt sản phẩm triệu view. Tổ chức live show hoành tráng tại Mỹ. Live show Qua Tay Lấy Vợ vào tháng 9 tại Mỹ của anh đã diễn ra rất thành công khi tất cả 3 địa điểm lưu diễn đều kín chỗ. Điều này cho thấy cái tên Trường Giang có sức hút lớn như thế nào với cộng đồng kiều bào. Mới đây, Trường Giang tiếp tục cho phát hành toàn bộ nội dung ghi hình live show trên kênh YouTube của mình. Live show được chia làm 3 phần. Chỉ mới 2 ngày ra mắt, phần 1 live show Qua Tay Lấy Vợ đã thu hút gần 4 triệu lượt xem, 44.000 lượt yêu thích, hơn 3.000 lượt bình luận và vươn lên top 2 trending YouTube. Có thể nói sau thành công của các live show như Chàng Hề Xứ Quảng 2015, Chàng Hề Xứ Quảng 2 2016, Trường Giang 2017 Đức Quảng Quê Tôi 2017, Qua Tay Lấy Vợ chính là điểm nhấn trong năm của nam nghệ sĩ. Hiện tại cả 3 phần của live show đã thu hút hơn 13 triệu lượt xem. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, sau khi thực hiện live show Chàng Hề Xứ Quảng, Chàng Hề Xứ Quảng 2, Về Quê Đức Quảng Quê tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả hải ngoại. Live show Trường Giang 2019 Qua Tay Lấy Vợ là live show đầu tư nghiêm túc đúng nghĩa để dành riêng cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung. Xây dựng một show ẩm thực thực tế độc đáo và cực chất. Trong năm 2019, ngoài việc thành công với live show Để Đời, Mười Khó Trường Giang còn sở hữu riêng cho mình một show ẩm thực thực tế độc đáo và mới lạ mang tên Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp Mùa 1. Chương trình có format khá thú vị khi kết hợp nấu ăn du lịch và khám phá văn hóa vùng miền. Nam nghệ sĩ đảm nhiệm tất cả các khâu từ chuẩn bị món ăn, chọn địa điểm cho đến làm bếp chính và quậy tưng bừng cùng dàn khách mời khủng. Sau 26 tập phát sóng, với 26 khách mời là diễn viên, ca sĩ hàng đầu showbiz như Chí Tài, Lê Giang, Ái Phương, Buka, anh đã giới thiệu 26 món ăn dân dã cùng 26 danh thắng nổi tiếng của Việt Nam đến với khán giả. Ngay sau khi ra mắt, mỗi tập của Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp đều nhanh chóng góp mặt trong bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube, thu về hàng triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận tích cực. Theo bật mí của nam nghệ sĩ, trong năm 2020, chương trình Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp mùa 2 sẽ tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên hơn nữa với format độc đáo hơn cùng dàn khách mời siêu khủng. Ngoài ra, anh cũng sẽ ra mắt thêm một số show độc nhất vô nhị lần đầu có mặt tại Việt Nam. Toàn bộ các dự án này sẽ được công bố trên YouTube của Trường Giang. Có thể nói khép lại một năm 2019 với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc và chất lượng của mình, Trường Giang đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá. Đáng kể đó là nam nghệ sĩ được vinh danh top 10 thành tựu tại sân khấu lễ trao giải Pop Award